Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta đang đến với những tin tức nóng hổi nhất trên kênh Tin Mới. Trong bản tin ngày hôm nay sẽ có những tin tức đáng chú ý như sau. Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 3 tháng 9 năm 2023. Thưa quý vị, nhiều nơi ở Trung Quốc hứng chịu dông lốc, gió giật mạnh và mưa đá trong nhiều ngày. Trong đó, thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam hứng chịu mưa lớn gây lũ quét, nước lũ tràn xuống sông Đan như một con sóng thần, phá hủy các con đường và làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ. Vô số phương tiện bị lũ cuốn trôi, nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Đài khí tượng Thủy văn Trung ương tiếp tục đưa ra cảnh báo vàng về thời tiết đối lưu gay gắt vào lúc 6 giờ ngày 2 tháng 9. Dự kiến từ 8 giờ ngày 2 tháng 9 đến 8 giờ ngày 3 tháng 9, Nội Mông, Hắc Long Giang, Điêu Ninh, Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Hà Nam, An Huy, Giang Tô, Hồ Bắc, Hồ Nam sẽ có mưa lớn trong thời gian ngắn. Ở các vùng của Tứ Xuyên, Trùng Khánh, Quý Châu, Vân Nam và bờ biển phía đông nam của Quảng Tây có mưa to và dông. Trong số đó, các khu vực phía đông nam Nội Mông, Trung và Tây Liêu Ninh, Bắc Hà Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Sơn Đông, Bắc và Đông Hà Nam, Bắc Giang Tô sẽ có dông bão kèm theo gió mạnh hoặc mưa đá cấp 8 đến cấp 10, có gió cục bộ có thể đạt tới 11. Bắc Kinh, nơi nằm trong tâm bão và gió mạnh, đã đưa ra 6 cảnh báo sớm vào ngày 31 tháng 8. Bao gồm Đài quan sát khí tượng Bắc Kinh đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng lúc 9 giờ. Các ban ngành liên quan ở Bắc Kinh cũng đưa ra cảnh báo màu vàng về thảm họa địa chất và khí tượng rủi ro lúc 12 giờ 30 phút, cảnh báo sớm màu vàng lúc 14 giờ. Cục nước Bắc Kinh đưa ra phản ứng khẩn cấp kiểm soát lũ lụt cấp 3. Lúc 14 giờ, Cục nước Bắc Kinh đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ ngập úng đô thị. Lúc 17 giờ 50 phút, khí tượng Bắc Kinh đài quan sát phát tín hiệu cảnh báo sét màu vàng. Theo báo cáo tài chính và kinh tế của CCTV, từ 17 giờ ngày 1 tháng 9 đến 8 giờ sáng ngày 3 tháng 9 ở Bắc Kinh sẽ có mưa to và mưa lớn, có thể gây ra các thảm họa thứ cấp như lũ lụt và lở đất ở vùng núi, thành phố sẽ bị ngập nước. Ngoài ra, từ 0 giờ đến 23 giờ ngày 2 tháng 9 ở hầu hết các khu vực thuộc Bắc Kinh có gió đông cấp 5, giật cấp 9. Century Business Herald cho biết, do thời tiết khắc nghiệt, sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh và sân bay quốc tế Đại Hưng đã hủy 711 chuyến bay vào ngày 1 tháng 9, 88 chuyến bay khác bị hủy trước và 329 chuyến bay bị hoãn. Chính quyền Bắc Kinh thông báo rằng từ tối ngày 1 tháng 9 đến ngày 2 tháng 9, tất cả các hoạt động thể thao, văn hóa và thương mại ngoài trời sẽ bị đình chỉ. Hôm nay, các hoạt động của các trường tiểu học, trung học, cơ sở và mẫu giáo sẽ bị đình chỉ. Các trường cao đẳng và đại học sẽ ngừng tổ chức các hoạt động nghiên cứu, thực tập và tập hợp ngoài trời cho giáo viên và học sinh đã hoạt động trở lại. Không chỉ Bắc Kinh đặt trong tình trạng báo động mưa bão mà ngày 1 tháng 9 mưa lớn đổ xuống thành phố Tiêu Tác, tỉnh Hà Nam khiến các con sông ở khu vực miền núi phía Bắc dâng cao gây lũ quét. Nước lũ tràn xuống dọc theo sông Đan như một cơn sóng thần, phá hủy đường xá, làm ngập các ngôi làng dọc hai bên bờ, cuốn trôi vô số phương tiện và nhiều người mắc kẹt trên mái nhà và cây cối. Video do cư dân mạng đăng tải cho thấy lũ ầm ầm đổ xuống sông Đan, sóng nước cao khoảng 2 mét và ập đến như sóng thần. Hàng chục phương tiện bị lũ quét cuốn trôi ở quận Bột Hải, thành phố Cao Chỉ và thành phố Tần Dương, tỉnh Hà Nam. Các ngôi làng bị ngập lụt và người dân mất tích. Theo báo cáo của Cục Thủy lợi Đảng Cộng sản Trung Quốc, 14 con sông vừa và nhỏ bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, bao gồm cả dòng chính và các nhánh của sông Khu ở Tứ Xuyên, các nhánh của sông Hán ở Thiểm Tây và sông Thư Lệ ở Cam Túc đã trải qua lũ lụt trên mức cảnh báo. Bộ Tài nguyên Trung Quốc cũng dự báo thảm họa địa chất có thể xảy ra ở một số khu vực phía Tây và Bắc Bắc Kinh, Bắc Thiên Tân, Tây và Đông Bắc Hà Bắc, Đông Sơn Tây, Bắc Hà Nam, Nam Thiểm Tây, Đông Bắc Tứ Xuyên và Đông Bắc Trùng Khánh. Theo truyền thông Tứ Xuyên, do mưa lớn kéo dài nhiều ngày ở Tứ Xuyên, lũ lụt siêu cấp đã xảy ra và gần 600.000 người ở Bá Trung, Đại Châu, Nam Sung, Quảng Nguyên và những nơi khác bị ảnh hưởng. Tứ Xuyên đưa ra cảnh báo mưa bão màu vàng đầu tiên kể từ khi mùa lũ bắt đầu vào 4 ngày trước đó. Trong đó, tại thành phố Bá Trung chịu thiệt hại nặng nề nhất, mưa xối xả khiến nước ở lưu vực sông Ba và sông Tong dâng cao. Vào sáng sớm ngày 1 tháng 9, thị trấn Cổ Bạch Nghi ở huyện Bình Xương nằm ở hạ lưu hợp lưu của sông Tong He và sông Ba Hy đã bị lũ lụt, khoảng 80% diện tích thành phố bị nhấn chìm. Khoảng 8.000 cư dân nằm ở vùng trũng thấp đã được sơ tán khẩn cấp, nhiều thị trấn ở thành phố Bá Trung bị mất điện. Các video trực tuyến cho thấy ít nhất 10 chiếc thuyền bị nước lũ cuốn trôi. Trong đợt mưa lớn này, 20 trạm của 16 con sông, bao gồm dòng chính của sông Khúc Giang và các nhánh của nó,
sông Đồng Giang và sông Liễu Giang đã trải qua lũ lụt với mực nước siêu cảnh báo và 11 trạm của 10 con sông có mực nước siêu đảm bảo lũ lụt. Trong 3 ngày tới, lưu vực Tứ Xuyên đến Bắc Trung Quốc sẽ có lượng mưa lớn nhất trong năm nay. Bị ảnh hưởng bởi mưa lớn, một trận lở đất đã xảy ra ở làng Nam An Câu, núi Ngũ Đài, thành phố Tân Châu, tỉnh Sơn Tây và những dòng nước lũ từ núi đổ xuống mang theo những mảnh vụn, ít nhất một người chết và 3 người bị thương. Vào tối ngày 1 tháng 9, một nam du khách gặp phải trận lở đất, bị mắc kẹt, không thể thoát ra ngoài, may mắn được lực lượng cứu hỏa hỗ trợ giải cứu. Đoạn video cho thấy ở thành phố Vũ An, Hà Bắc, đường phố ngập trong mưa lớn, xe cộ bị dòng nước cuốn trôi và chen chúc nhau, người dân ôm cây để tự cứu mình, có người mất tích. Hiện tại, dữ liệu thảm họa ở nhiều vùng khác nhau của Trung Quốc vẫn đang được tổng hợp. Thưa quý vị, kể từ ngày giữa tháng này, cơn bão Kanun cấp bão mạnh năm nay đã đổ bộ vào các tỉnh Hải Nam, Chiết Giang và Quảng Đông. Mưa liên tục gây ngập úng và thiệt hại nặng nề cho đất canh tác. Nhiều trường học ở Hải Nam đóng cửa, giao thông tắc nghẽn. Theo nan2.com, Kanun bắt đầu ảnh hưởng đến thành phố Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam vào ngày thứ Ba và thành phố đã đưa ra cảnh báo đỏ về bão. Những chiếc thuyền trong khu thắng cảnh bãi biển Holiday đã ngừng hoạt động và sẽ được cố định vào bờ. Vào ngày thứ Tư, các trường học ở 11 thành phố và quận, bao gồm thành phố Hải Khẩu, thành phố Tam Á, thành phố Văn Xương và thành phố Quỳnh Hải ở tỉnh Hải Nam, đã đóng cửa trong một ngày và toàn bộ thành phố Tam Á đóng cửa trong 2 ngày. Việc bán vé cho tuyến đường sắt cao tốc quanh đảo Hải Nam sẽ bị đình chỉ từ ngày thứ Ba đến ngày thứ Năm và tất cả các chuyến bay qua eo biển Quỳnh Châu sẽ bị đình chỉ. Vào ngày thứ Ba, có thể thấy trên màn hình chuyến bay điện tử tại sân bay quốc tế Mỹ Lan, Hải Khẩu rằng hầu hết các chuyến bay đã bị hủy. Tính đến 11 giờ ngày thứ Ba, có 262 chuyến bay đã bị hủy, ảnh hưởng khoảng 39.000 hành khách. Để đối phó với lượng mưa lớn do cơn bão Kanun mang lại, hồ chứa Ngưu Lưu Linh ở Quỳnh Hải bắt đầu xả lũ trước thời hạn vào ngày Chủ nhật. Giao thông đường bộ, đường biển và đường hàng không tại các khu vực xảy ra thảm họa ở Hải Nam đã bị phong tỏa. Lũ lụt ở Chiết Giang tàn phá nặng nề ruộng lúa. Theo báo cáo của CCTV của Đảng Cộng sản Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi Kanun, vào lúc 3 giờ 40 phút sáng ngày thứ Tư, Đài quan sát khí tượng của quận Phổ Đà, Chu Sơn, Chiết Giang đã đưa ra tín hiệu cảnh báo mưa bão màu cam. Từ sáng sớm, mưa lớn đổ xuống quận Phổ Đà, một số tuyến đường phố bị ngập. Chỗ ngập sâu hơn 1 mét, người dân mắc kẹt, lượng mưa ở Đông Cương, Nam Áo lên tới 540mm, cao nhất trong tỉnh, dẫn đến lũ lụt cục bộ, bão đi đến đâu, một diện tích lúa lớn đổ rạp, ruộng đồng ngập úng gây thiên tai nặng nề. Sau đó, Kanun đổ bộ vào bờ biển huyện Từ Văn, tỉnh Quảng Đông, gây gió giật cấp 8 đến cấp 10 ở thành phố Lôi Châu, kèm theo mưa to đến rất to. Mưa to cục bộ, các loại cây trồng tại địa phương như mía, khoai lang, rau màu bị thiệt hại ở các mức độ khác nhau, nhất là lúa đang giai đoạn làm đồng có thể dẫn đến giảm sản lượng. Kanun đổ bộ vào Quảng Đông khiến Quảng Tây, Phúc Kiến, Chiết Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị ảnh hưởng cũng sẽ có mưa hoặc thậm chí mưa lớn. Mưa lớn có thể gây ngập lụt đô thị, lũ lụt trên núi, lở đất và các thảm họa khác. Thưa quý vị, vài ngày trước, các thành phố Thiều Quan và Nam Hùng ở Quảng Đông hứng chịu mưa lớn gây ra trận lũ lớn 50 năm mới có một lần. Các video đăng trên Internet cho thấy nhiều thị trấn bị ngập lụt, nhà cửa và đất canh tác bị ngập trong lũ, gây thiệt hại nặng nề. Theo báo cáo từ CNR, từ 8 giờ tối ngày thứ Tư đến 8 giờ sáng ngày thứ Năm, khu vực Trung Bắc thành phố Thiệu Quan đã xảy ra dông bão nghiêm trọng, cục bộ có mưa lớn, trong số đó thành phố Nam Hùng đã trải qua mưa bão trên diện rộng và mưa bão lớn cục bộ. Vào lúc 2 giờ 42 phút sáng ngày thứ Năm, thành phố Nam Hùng đã ban hành cảnh báo mưa bão màu đỏ, lũ lụt nhanh chóng có thể được nhìn thấy ở khắp mọi nơi trong khu vực thành thị. Đất canh tác bị ngâm trong nước lũ, mưa lớn khiến thị trấn Chư Kỵ, thị trấn Hoàng Tình và thị trấn Mao, Mẫu Phong ở thành phố Nam Hùng bị ngập lụt, giao thông trên một số đoạn đường bị gián đoạn. Tại trạm đo lường Quế Liên ở thị trấn Long Tiên, huyện Văn Nguyên, lân cận, lượng mưa tích lũy là 212,4mm đã được ghi nhận và một số đoạn của sông Hướng Đông ở Văn Nguyên đã trải qua lũ lụt lớn 50 năm mới có một lần. Hơn một nửa số làng và thị trấn ở huyện Văn Nguyên bị ngập lụt, các tòa nhà dân cư bị ngập, cầu bị cuốn trôi, nhà máy bị phá hủy và một số con đường bên ngoài cũng bị gián đoạn. Theo dữ liệu chính thức, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Năm, 1.350 người ở thành phố Nam Hùng đã bị ảnh hưởng và 960 người đã chuyển đến nơi khác. Một số thị trấn nhỏ thậm chí còn bị mất điện và mạng. Hơn 2.065 hecta hoa màu bị ảnh hưởng.
Theo dự báo của Cục Khí tượng, tuần tới, các thành phố và huyện miền Trung và Tây Quảng Đông có mưa dông và mưa vừa mưa to cục bộ. Các thành phố và huyện còn lại nhiều mây có sấm sét, vòi rồng. Lũ lụt ở Bắc Kinh, Trung Quốc và Đông Bắc Trung Quốc vẫn chưa giảm và lượng mưa lớn đã tràn vào phía Nam. Theo China Weather Network, tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Theo các báo cáo, lượng mưa ở phía Bắc suy yếu dần, một số khu vực như Nam Trung Quốc tiếp tục có mưa lớn. Quảng Tây, Vân Nam và những nơi khác sẽ trở thành khu vực cốt lõi của lượng mưa. Về nhiệt độ, biên độ nhiệt cao ở Trung Bộ và miền Đông sẽ thu hẹp dần theo chiều từ Bắc vào Nam trong 3 ngày tới. Tuy nhiên, độ ẩm không khí ở nhiều nơi như Giang Nam, Nam Trung Quốc tương đối cao. Cảm giác ngột ngạt tiếp tục ập đến. Thời tiết Trung Quốc đưa tin tâm mưa trên cả nước đã dịch chuyển về phía Nam. Trong vài ngày tới, trên cả nước sẽ xuất hiện mưa lớn ở 3 khu vực. Có mưa vừa đến mưa to cục bộ. Ở các khu vực Hà Nam, Sơn Đông, Bắc An Huy, Giang Tô và các nơi khác, một số khu vực nêu trên kèm theo mưa lớn ngắn ngày, dông bão, gió mạnh hoặc mưa đá và thời tiết đối lưu mạnh khác. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày Chủ nhật, có mưa to đến rất to và mưa to cục bộ ở một số khu vực Nam và Tây Quảng Tây, Tây Nam Quảng Đông, Vân Nam. Từ đêm ngày thứ Năm đến ngày thứ Sáu, có mưa vừa đến mưa to và mưa to cục bộ ở một số khu vực phía Đông Thanh Hải, Nam Cam Túc và Nam Thiểm Tây. Bị ảnh hưởng bởi hơi nước còn sót lại của bão số 3 di chuyển về phía Bắc, Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và những nơi khác đã hứng chịu mưa lớn trong nhiều ngày liên tiếp. Đặc biệt, Hà Bắc trở thành khu vực hứng chịu nặng nề nhất đợt xả lũ của Bắc Kinh, với thiệt hại nặng nề về tài sản và thương vong. Trong số đó, Trác Châu bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Ngày thứ hai, lũ lụt ở Trác Châu tiếp tục dâng cao. Lực lượng cứu hộ cho biết độ sâu tối đa là 12 mét. Tối hôm đó, Lina, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên nước tỉnh Hà Bắc cho biết mưa đã kết thúc nhưng sẽ mất khoảng một tháng để nước trong khu vực chứa và dự lũ rút đi. Và vẫn còn 300 triệu đến 400 triệu mét khối nước đi qua. Trong khi lũ lụt do mưa lớn ở miền Bắc Trung Quốc chưa lắng xuống, hoàn lưu bão số 3 lại đổ bộ vào vùng Đông Bắc Trung Quốc. Kể từ ngày thứ hai, nhiều nơi ở Hắc Long Giang đã hứng chịu lũ lụt nghiêm trọng. Một số ngôi nhà ở Mậu Đơn Giang, Thượng Hải và những nơi khác bị lũ cuốn trôi, liên lạc bị cắt đứt. Vào ngày Chủ nhật, trụ sở phòng chống lũ lụt và hạn hán của thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm thông báo rằng đợt mưa hiện tại đã kết thúc. Tính đến tối ngày thứ Bảy, 6 người đã thiệt mạng và nhiều người, bao gồm cả phó thị trưởng, đã mất liên lạc. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!